Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tờ Bóng Đá. Kính thưa quý vị, vào lúc 14:30 ngày hôm nay, ngày 6 tháng 2 năm 2022, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có cuộc đón tiếp đội tuyển Đài Loan với một trận đấu mà chúng ta sẽ cố gắng giành thắng để giành tấm vé dự vòng chung kết World Cup nữ 2023. Và trước một trận cầu quyết định tấm vé đi tiếp thì huấn luyện viên của đội tuyển Đài Loan, đó là ông Raruo Echigo của Đài Loan, có dự đoán rằng ông và các học trò của mình sẽ gặp vô vàn những khó khăn. Mới đây chia sẻ trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á AFC thì huấn luyện viên này có chia sẻ rằng: "Tôi tin rằng cuộc đối đầu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và chúng tôi sẽ là thử thách cực đại vì các cầu thủ đã phải thi đấu trong một điều kiện độ ẩm cực cao. Nó sẽ là một trận đấu khó khăn và chúng tôi có thể không đạt được phong độ tốt nhất. Lợi thế hiện nay thì đang thuộc về Việt Nam vì họ có nhiều ngày nghỉ ngơi hơn chúng tôi, còn chúng tôi chỉ có một ngày hồi phục và chuẩn bị cho trận đấu này thôi. Tuy nhiên thì đây là cơ hội để chúng tôi giành vé dự World Cup nữ 2023 và đội tuyển Đài Loan sẽ cố gắng nắm bắt lấy nó. Và như được biết, cuộc đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Đài Loan sẽ quyết định cái tấm vé đi tiếp dự vòng chung kết World Cup nữ 2023. Hiện nay thì hai đội đang cùng có 3 điểm, nhưng Đài Loan họ đang có một lợi thế, đó là có bàn thắng bại nhìn hơn so với Việt Nam với dương 3, còn Việt Nam là dương 2. Vì vậy mà thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ buộc phải giành thắng trong trận đấu này. Trong khi đó thì đoàn quân của huấn luyện viên Echigo cũng chỉ có một trận hòa là họ đi tiếp thôi. Và trước cái giờ G rất quan trọng, đội tuyển nữ Đài Loan nắm lợi thế lớn trên bảng xếp hạng, còn lợi thế về làm mặt thể lực thì lại đã nghiêng về đội tuyển Việt Nam. Trong khi những cầu thủ bên phía đội tuyển Đài Loan đang bị tới tận 8 cầu thủ bị Covid-19 thì huấn luyện viên Mai Đức Chung có đầy đủ sự phục vụ của 2-3 cầu thủ và họ đều rất khỏe mạnh. Và đây đương nhiên sẽ là cơ sở để cho người mộ tin rằng vào một chiến thắng dành cho đội tuyển nữ Việt Nam. Và ông Mai Đức Chung cũng khẳng định rằng là toàn đội sẽ chơi tấn công trước Đài Loan, và ông các học trò của mình cũng đã mổ băng phân tích rất kỹ đối thủ này. Và dường như là ông Mai Đức Chung đang cực kỳ tự tin. Ông cũng đã chia sẻ trước trận đấu rằng ông sẽ cùng với đội tuyển nữ Việt Nam giành tấm vé dự vòng chung kết World Cup. Và ông cũng chia sẻ đây không phải là tự tin thái quá, mà ông luôn luôn có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu. Và khi mà phân tích kỹ đối thủ rồi thì ông tin tưởng rằng là đội tuyển nữ sẽ có được một kết quả ấn tượng trước đối thủ này. Và trước khi trận đấu này diễn ra thì báo chí của quốc tế, khu vực châu Á, kể cả Đông Nam Á cũng có rất nhiều những chia sẻ về trận đấu này. Và đặc biệt là chúng ta quan tâm đến những tờ báo của Trung Quốc cũng như tờ báo của Thái Lan. Thì mới đây những tờ báo của Trung Quốc như tờ Sohu có chia sẻ rằng đội tuyển Việt Nam có lẽ sẽ tiếp tục giành chiến thắng trước đội tuyển Đài Loan để giành tấm vé dự vòng chung kết World Cup nữ mà thôi. Bởi họ đưa ra rất nhiều lý do, bởi đội tuyển nữ Việt Nam hiện nay trong quá khứ thì cũng giành chiến thắng và có được những kết quả đối đầu ấn tượng với Đài Loan. Trong khi đó thì với đội tuyển nữ cũng đang có những lợi thế rất lớn về mặt tâm lý, về mặt thể lực cũng như là con người. Vì vậy tờ Sohu của Trung Quốc cho rằng là rất khó để cho Đài Loan có thể tạo ra một sự bất ngờ. Trong khi đó thì báo chí của Thái Lan cũng đưa ra khá nhiều những bình luận, và đây tờ Xem Sport tin tưởng rằng là đội tuyển nữ Việt Nam sẽ giành chiến thắng trước đội tuyển Đài Loan để đi đến vòng chung kết World Cup. Và với thất bại vừa qua của đội tuyển Thái Lan thì đương nhiên họ sẽ có cái cơ hội để có thể là thi đấu tiếp ở vòng club liên lục địa, cho nên là họ cũng hy vọng rằng cũng sẽ tiếp nối đội tuyển nữ Thái Việt Nam để tiếp tục dự vòng chung kết World Cup nữ 2023. Và cũng cho rằng là việc nếu các đội tuyển Thái Lan và Việt Nam làm được điều này thì đó là một vinh dự lớn dành cho bóng đá Đông Nam Á. Bởi như vậy là khu vực Đông Nam Á có tới tận 3 đội được tham dự vòng chung kết World Cup nữ, một điều vô cùng đặc biệt. Tờ Xem Sport của Thái Lan có chia sẻ rằng trận đấu vừa qua của đội tuyển nữ Thái Lan trước đội tuyển Đài Loan là không được may mắn. Đội bóng của chúng ta đã tấn công rất nhiều, có rất nhiều những pha dứt điểm, thế nhưng những pha dứt điểm đó lại không thể thành công. Trong khi đó thì 3 cú sút bên phía đội tuyển Đài Loan lại mang đến 3 bàn thắng. Vì vậy đội tuyển Thái Lan đã phải nhận một trận thua với tỷ số 0-3. Và hy vọng rằng những cô gái của đội tuyển Việt Nam sẽ có thể giành chiến thắng trước đội tuyển Đài Loan để mang đến sự tự tin và cũng như là sự tự hào dành cho bóng đá Đông Nam Á. Chúng tôi xin chúc mừng dành cho các bạn. Vâng, hiện nay thì bóng đá Đông Nam Á, đặc biệt là bóng đá nữ, đang có sự phát triển thực sự là quá tuyệt vời. 3 đội bóng Philippines, Việt Nam có thể sẽ vào trong, và thậm chí nữa cả Thái Lan họ vẫn còn có một trận đấu liên khu vực. Và hy vọng rằng là chúng ta, những đội bóng tại Đông Nam Á sẽ có được những thành công và mang đến những niềm tự hào dành cho bóng đá Đông Nam Á. Và đương nhiên với những bước tiến lớn như thế này thì trong tương lai thì bóng đá Việt Nam với bóng đá Thái Lan, đội bóng đá nam, hy vọng rằng chúng ta cũng sẽ tiếp bước những cầu thủ bóng đá nữ để làm nên những lịch sử dành cho bóng đá nước nhà.
cũng như bóng đá Đông Nam Á, đúng không ạ? Và thông tin tiếp theo chúng tôi muốn gửi tới quý vị và bạn là thông tin liên quan đến một cầu thủ rất đặc biệt của bóng đá Việt Nam. Đó chính là Đình Trọng. Đình Trọng đã có 45 phút rất đáng nhớ trong một trận đấu mà chúng ta đã thắng với đội tuyển Trung Quốc với tỷ số 3-1 tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 vừa qua. Có một điều đặc biệt là trận thắng đội tuyển Trung Quốc vào hôm ngày 1 tháng 2 là lần thứ 2 kể từ sau AFC 2018 Trần Đình Trọng được đá chính. Trước đó thì anh được chọn xuất phát ở cuộc chạm trán với đội tuyển Australia. Và trên sân nhà Mỹ Đình thì Đình Trọng đá có 45 phút và được cho ra nghỉ do yêu cầu chiến thuật. Sự có mặt của anh rất ngắn ngủi, thế nhưng gắn liền với một trong những hiệp đấu có thể nói rằng là hay nhất của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Một hiệp đấu mở ra một trận thắng chung cuộc đầu tiên ở sân chơi đẳng cấp nhất ở châu Á. Và điều đó khiến cho 45 phút trên sân của Đình Trọng đã trở nên đặc biệt hơn rất nhiều. Trước đội tuyển Trung Quốc thì Đình Trọng là một trong những thay đổi lớn ở đội tuyển Việt Nam so với trận lượt đi khi mà thua với tỷ số 2-3. Với điểm mạnh đó là óc phán đoán và khả năng chọn vị trí thông minh, anh đảm bảo vai trò chỉ huy của Quế Hồng Hải ở trung tâm hàng thủ, cắt bóng hoặc là giải quyết những tình huống bóng một cách vô cùng thông minh. Chỉ số phòng ngự của Đình Trọng thì không thực sự quá ấn tượng khi mà chỉ có một lần giải vây, tung ra 11 đường truyền thành công và được tờ SofaScore chấm 6,4 điểm thôi. Thế nhưng cùng với Thành Trung, Tiến Dũng, Đình Trọng đã tạo nên bộ ba trung vệ chắc chắn khiến cho các ngôi sao nhập tịch trên hàng công của đội tuyển Trung Quốc gần như là vô hại. Một hàng thủ như vậy là điểm tựa để cho tuyến trên của đội tuyển Việt Nam chúng ta chơi tốt và đã ghi được 2 bàn thắng. Và nói như truyền thông của Trung Quốc thì 2 bàn trong hiệp 1 đã định đoạt kết quả sớm của trận đấu này rồi. Và trong hiệp còn lại, Huyền Pauser đã rút Đình Trọng để đưa vào những cầu thủ có chiều cao tốt như Bùi Hoàng Việt Anh để tập trung chống bóng bổng, mà cũng là thứ vũ khí rất lợi hại của đội tuyển Trung Quốc. Thế nhưng như vậy không có nghĩa rằng Đình Trọng quá yêu bóng bổng. Ở trận gặp đội tuyển Australia vào hôm 27 tháng 1 vừa qua, Trọng thậm chí đã trọn vẹn 90 phút và chơi tròn vai. Anh tỏ ra chắc chắn và nhiều lần chủ động lao lên cắt bóng và sẵn sàng phạm lỗi chiến thuật, và tỷ lệ tranh chấp thành công lên tới tận 72,7%. Trước một đối thủ có trình độ và có chiều cao thì Việt Nam không tránh khỏi là việc nhận những bàn thua. Và điều đáng nói là cả 4 bàn thua này đều không có lỗi của Đình Trọng cả. Và 3 năm vừa qua thì Đình Trọng vẫn chưa thể trở lại với đúng phiên bản tốt nhất của mình bởi những chấn thương liên miên. Anh vắng mặt khi mà đội tuyển Việt Nam dự Asian Cup 2019 và toàn bộ những trận tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Và tới vòng chung kết UEFA châu Á 2020 thì Đình Trọng góp mặt trong 3 trận đấu tại vòng bảng. Thế nhưng 2 trong số đó là những trận đấu anh vào sân từ bằng ghế dự bị mà thôi. Và cấp độ câu lạc bộ thì trung vệ sinh năm 1997 cũng không thể giành được suất đá chính được. Và là hạt nhân của lưới những cầu thủ mở ra những thành công của các đội tuyển Việt Nam thì Đình Trọng rất quan trọng với Pauser và vẫn được sử dụng bất cứ khi nào khi mà cậu ấy có thể hoàn toàn bình phục chấn thương. Và thực tế trong những lần xuất hiện ngắn ngủi đó thì Đình Trọng đều giúp cho đội U23 giành những điểm số quan trọng. Minh chứng đó là chiến thắng 4-0 trước đội tuyển U23 Thái Lan tại vòng loại U23 châu Á 2020. Và các trận hòa 0-0 trước U23 UE, U23 Jordan và ở vòng chung kết giải đấu này. Đình Trọng hồi sinh vào đúng thời điểm mà đội tuyển Việt Nam chúng ta đang trải qua những khủng hoảng về phòng ngự, và màn trình diễn vừa qua trong 2 trận gặp đội tuyển Australia và Trung Quốc của Đình Trọng vừa qua là những tín hiệu cực vui cho thấy rằng hàng thủ chắc chắn của đội tuyển Việt Nam chúng ta hiện nay đang trở lại. Cộng với những nhân tố mới ở các tuyến trên thì đội tuyển Việt Nam chúng ta trong phần còn lại của vòng loại thứ 3 World Cup 2022 và AFF Cup vào cuối năm nay sẽ rất đáng chờ đợi. Và với những nhân tố trở lại như là Văn Hậu này, như Trọng Hoàng và kể cả là thủ môn Đặng Văn Lâm nữa thì chúng ta sẽ đòi được cái món nợ khi mà để mất chức vô địch AFF Cup 2020 vào tay của đội tuyển Thái Lan, đúng không ạ? Quý vị và bạn nhận xét như thế nào về sự trở lại của Đình Trọng cũng như là những cô gái vàng Việt Nam của chúng ta trong trận đấu ngày hôm nay? Hãy để lại một like và một bình luận của mình ở phía dưới phần video ngày hôm nay của Tùng Đá nhé.